chương 694, mà lòng tiểu hắc, hai. Nhưng không đợi nó hoàn toàn chui vào hố, thân thể cao lớn đã tiêu tán trong thiên địa, một đám tro tàn cũng không để lại. Đây. Đây là sao? Chẳng nhẽ thế giới này bị nguyền rủa? Thiếu niên đứng trong không trung, sắc mặt vừa sợ vừa giận, nhìn lên trời xanh đau khổ suy tư. Dưới sự bao phủ của hắc mang mờ nhạt, trong ánh mắt kinh ngạc của hàng tỷ hàng triệu sinh linh, hàng trăm hàng ngàn mảnh vải màu đen lớn nhỏ lành rách từ khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện, nhào nhào bay về phía ma long sơn mạch ở phương đông. Những mảnh vải rách màu đen nhỏ thì chỉ vẹn vẹn có một hai đốt ngón tay. Lớn cũng không quá nửa mét, đều tản ra hát mang chói mắt, phản phất nhận được triệu hồi nào đó, nhốn nháo xẹt qua trời cao, chui vào trong ám ngục. Bên ngoài ám vũ phong, vô số võ giả xung quanh đều phát hiện cảnh tượng quái dị này, không khỏi vô cùng kinh ngạc thậm chí có người muốn ngăn lại một tấm vải nghiên cứu xem, nhưng bị tấm vải dễ dàng đâm xuyên qua thân thể, tiêu tán trong không trung. Giáo chủ đại nhân, chúng ta có cần xuất động lực lượng ngăn cản tất cả không? Một lão giả mặc phục sức hộ pháp ma long giáo truyền âm đến Chiến Thiên Ma Vương hỏi. Chiến Thiên Ma Vương ánh mắt sắc bén lóe lên. Lạnh nhạt nói, không cần. Nếu như đây là một bảo vật đang hợp lại thành hình chắc hẳn không ai có thể sai sử được nó không chừng đây chính là đại cơ duyên của ma long giáo chúng ta hỏi xem ma long đại tế ti nghĩ gì về chuyện này ma long đại tế ti là thần quan đứng đầu ma long giáo chuyên phụ trách bói toán thiên cơ nhân viên thần chức chủ trì đại tế vâng tên thuộc hạ lập tức đáp lời một lát sau hộ pháp này trở về bên cạnh chiến thiên ma vương vẻ mặt không thể che giấu khiếp sợ hắn thấp giọng truyền âm cho chiến thiên ma vương, giáo chủ đại nhân, đại tế ti cũng không thể do thám được những vật này là vật gì. Nhưng hắn vẫn bói toán được sâu trong lòng đất có 93 chỗ phong ấn trận pháp không gian thông đạo không biết dẫn đến nơi nào đã biến mất. Này có một số sinh linh cường đại từ viễn cổ thời đại lần lượt xuất hiện trên đại lục. Cái gì? Sinh linh cường đại từ viễn cổ thời đại? Đó là cái thứ gì? Chiến thiên ma vương hơi sững sờ. Đại Tế Ti nói, hẳn là ma tộc cùng thần tộc ghi lại trong muôn đời thiên thư của chim thiên cát. Còn có long tộc. Thanh âm lão giả hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng cực kỳ rung động. Cái gì? Sao lại như thế? Chiến thiên ma vương cũng không khỏi biến sắc mặt. Sau một lát sững sờ, ánh mắt của hắn dần dần nhìn về phía ám ngục, lẩm bẩm, vô thiên chi nhật, quần ma loạn vũ, huyền thiên minh thế, thiên địa dịch chủ hết thảy hẳn đều là thật sự không biết bộ tộc nào sẽ trở thành chủ nhân mới của đại địa này huyền thiên huyền thiên bên trong ám ngục không gian phong liệt không biết một hành động nhỏ của mình đã dẫn phát một loạt phản ứng ở thế giới bên ngoài hắn vẫn đang khẩn trương quan sát biến hóa bên ngoài suốt ba canh giờ trôi qua dựa vào một ít khống chế ám ngục hắn có thể rõ ràng cảm giác được thỉnh thoảng có những mảnh vải lụa màu đen lớn nhỏ đã vượt qua không gian xuất hiện bên trong ám ngục. Nhưng kế tiếp những tấm vải này biến hóa thế nào thì hắn không thể biết được. Bởi vì đoàn Hắc Man cực kỳ chói mắt ở giữa không gian kia, hơn nữa tản ra một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn ngăn cách hắn dùng tinh thần lực dò xét. Tất cả những thứ đó đã sâu sắc vượt qua những gì hắn nắm giữ, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Đương nhiên trong lúc này, toàn bộ hàng trăm triệu hàng tỷ sinh linh trên Long Huyết Đại Lục đều đang chờ đợi giống như hắn thời gian lặng lẽ trôi qua trong không gian ám ngục chói mắt hát mang vẫn đang tiếp tục âm hưởng rung động lắc lư vẫn ong gông không ngừng rốt cục nửa ngày trời sau tình huống phát sinh biến hóa trong một thời khắc hát mang mờ nhạt tràn ngập không trung đột nhiên biến mất ánh sáng trời chiều chiếu sáng toàn bộ đại địa toàn bộ đại lục khôi phục ánh sáng hết thảy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà lúc này trong không gian ám ngục thân hình phong liệt lại xuất hiện một lần nữa. Hắn nhìn nhìn một tấm lụa đen dài đến trăm trượng, rộng chừng trên dưới năm mươi trượng, không khỏi trận mắt há mồm. Tấm lụa khổng lồ lẳng lặng nằm dưới mặt đất, hầu như chiếm cứ toàn bộ một nửa không gian ám ngục. Nói chính xác hơn. Đây chính là một tấm bản đồ cực lớn. Ha, làm ra động tĩnh lớn như vậy mà chỉ là một tấm bản đồ thôi sao? Không phải như vậy chứ. Sững sờ trong chỗ lát, Phong liệt đi đến bên cạnh, cẩn thận quan sát lần nữa, đã thấy trên tấm bản đồ tản ra vần sáng mờ nhạt cùng một cổ khí tức tan thương tự cổ chí kim, bên trên ghi chú vô số dãy núi, hải vực, đại lục, tường tận cho tới tên gọi của từng dòng sông, thành trấn, thôn trang. Đều dùng ngôn ngữ cổ long để đánh dấu. Một lát sau, Phong liệt lại kinh ngạc phát hiện, tấm bản đồ khổng lồ này thực ra chỉ vẻn vẹn có một phần năm là rõ ràng. Những nơi còn lại rất mơ hồ, chữ viết mờ nhạt không rõ ràng nhìn kỹ mới có thể thấy được một ít đường nét càng khiến phong liệt cảm thấy khó hiểu là chỉ có một phần năm bản đồ này dường như đã bao gồm toàn bộ long huyết đại lục bao gồm tất cả phương đông xa nhất là kim long thiên triều phương nam xa nhất là vô lượng hải phương bắc xa nhất long vẫn đại mạc cùng với phương tây xa nhất là thiên tịch chiểu trạch chẳng nhẽ đây chính là bản đồ toàn bộ thế giới không biết là có gồm cả cổ giới không nhỉ trên đại lục bản đồ không phải là vật hiếm. Nhưng nếu nói bản đồ bao dung toàn bộ Long Huyết đại lục thì cực kỳ hiếm có. Còn bản đồ toàn bộ thế giới, tự hồ còn chưa có ai nghe nói qua. Tục truyền tại thời kỳ cuối thời đại Viễn Cổ Chân Long, khắp bổn nguyên đại lục chia năm xẻ bảy, không biết bể bao nhiêu khối. Mà không gian bên ngoài Long Huyết đại lục đã trở nên vặn vẹo, triệt để mất liên hệ với với mảnh vỡ đại lục khác, tự nhiên không có khả năng có bản đồ nguyên vẹn thế giới phong liệt cẩn thận thăm dò bản đồ một lát nhưng không phân biệt được ngoài long huyết đại lục có cổ giới hay không bởi vì ngoại trừ long huyết đại lục những nơi khác đều rất mơ hồ nhưng hắn vẫn phát hiện được một số thứ khác trên tấm bản đồ khổng lồ này long huyết đại lục đứng ở vị trí trung tâm bản đồ mà ở ngay chính giữa bản đồ có một miếng sắt tròn lớn bằng miệng chén cơm hoàn mỹ kết hợp với bản đồ miếng sắt tròn này đúng là miếng mà tiểu ma nữ nhặt được vốn miếng sắt này đơn giản tự nhiên khắc một ít hoa văn huyền ảo nhưng không thu hút cho lắm mà giờ phút này miếng sắt tròn giống như sống lại lóe ra vần sáng màu đen mờ nhạt đặt trên tấm bản đồ lại có ý như vẽ rộng điểm mắt đây hẳn là một bảo vệ phong liệt nhìn bản đồ nhíu mày suy tư kế tiếp đột nhiên hắn nặng ra một giọt máu rơi xuống miếng sắt tròn ông dưới ánh mắt chăm chú của phong liệt giọt máu kia nhanh chóng bị hấp thu, đồng thời cả tấm bản đồ đều khẽ rung lên. Chương 695, Vô Thiên Chi Nhật, 1, pô, oh, đúng là có thể nhận chủ. Ánh mắt phong liệt thoáng chốc sáng ngời. Nhưng một khắc sau, hắn đột nhiên ngây dại, vẻ mặt khiếp sợ tột độ. Hắn cảm thấy một số lượng khổng lồ tin tức tràn ngập đầu óc hầu như muốn làm đầu hắn nổ tung khiến sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng cũng may là thời gian không dài chỉ chốc lát sau hắn đã tiếp nhận xong tất cả tin tức nhưng vẻ mặt của hắn lại có chút cổ quái trong số lượng tin tức mà phong liệt tiếp nhận tấm bản đồ này là một đồ vật khó lường tên là bổn nguyên giới đồ phẩm cấp không rõ về phần công năng phong liệt chỉ biết một cái nhưng hơi bị hoang đường đó chính là súc địa thành thốn chỉ xích thiên nhai súc địa thành thốn chỉ xích thiên nhai xạo ke nó vừa vừa thôi phong liệt thấy thế nào cũng không đáng tin cậy trong lòng không khỏi hơi buồn cười nhưng hắn vẫn không ngại nếm thử một chút sau đó tâm ý của hắn khẽ động cự đồ trăm trượng lập tức nổi trong không trung hắn nhảy lên thần đồ tâm thần tập trung vào đằng long quần tứ phương thành miệng khẽ quát lên một tiếng tứ phương thành đi. Trong lúc đang tập trung tinh thần, đột nhiên cả người phong liệt vô thanh vô tức biến mất trong không trung. Cả cự đồ bách trượng cũng theo đó mà biến mất. Một khắc sau, phong liệt cảm thấy trước mắt sáng lên. Hắn kinh ngạc phát hiện mình nhanh chóng xuất hiện ở vạn trượng trên cao tứ phương thành. Cùng phong xung quanh lạnh thấu xương, làm cho thần đồ dưới chân hắm đều bay phất phới. Phong liệt nhìn cảnh vật xung quanh, sau một hồi kinh ngạc, không khỏi thoải mái cười ha hả. Đây, đây quả nhiên là sự thật. Hóa ra thật sự có thứ tốt như vậy. Ha ha ha, ha ha ha. À, đau chết lão tử. Không đợi Phong Liệt vui mừng lâu lắm, hắn đột nhiên ông đầu ngồi bệt xuống, bộ dạng cực kỳ thống khổ, sắc mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hóa ra muốn thúc giục công năng xuất địa thành thốn, cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực từ ma long giáo đến tứ phương thành cần đi một quãng đường dài 30 vạn dặm, làm tinh thần lực của phong liệt thoáng chốc đã tiêu hao mất 8 phần. Nếu như đi xa thêm chút nữa, chỉ sợ có thể gây tổn thương đến căn nguyên, lập tức hắn sẽ biến thành một tên ngốc. Phong liệt cố nén đau nhức tận xương tủy, ăn vào mấy viên dưỡng hồn đan, mới dần dần khôi phục một ít. Suy! Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá! Sau này phải cẩn thận rồi nhưng đây đúng là một bảo bối tiết kiệm thời gian chạy trối chết khó được a à? he he không ngờ cha mẹ lại để lại cho ta một món đồ thần kỳ như vậy ừm chuyện này cũng có công lao của tiểu ma nữ lần sau gặp lại nhất định phải cảm ơn nàng phong liệt nhìn cự đồ dưới chân thật sự không kìm được vui mừng có thần đồ trong tay cho dù là long biến cảnh cao thủ cũng phải ở sau mông hắn ngửi rắm một tấm lụa đen khổng lồ trôi nổi ở vạn trượng trên cao đã sớm khiến không ít người chú ý. Phong liệt biết không nên ở đâu, lập tức khẽ động tâm ý, thu cự độ bách trượng vào trong cơ thể. Sau đó hắn thoáng sửa đổi lại dung mạo một chút, rơi xuống đại doanh tứ phương thành. Mặt trời xuống núi, thiên địa mờ nhạt. Phong liệt đi đến bên ngoài tây đại doanh, Lý Thiên Hùng và Hỏa Mãn Vương lập tức cảm nhận được, vội vàng đi ra đón chào. Bái kiến công tử bái kiến công tử hai người hỏa mãn vương ngay ngắn hành lễ thấy phong liệt không có việc gì ánh mắt hai người đều khó che giấu mừng rỡ cùng kinh ngạc ừ vào đi rồi nói phong liệt nhẹ gật đầu đi theo hai người vào sâu trong đại doanh lại nói tiếp đúng là hắn không có việc gì đến tay đại doanh lúc này cùng nhau đi tới thấy hết thảy trong doanh đều ngay ngắn rõ ràng trong lòng cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện của lý thiên hùng một số binh sĩ tuần tra trong doanh địa thấy thống lĩnh đại nhân tự mình nghênh tiếp một vị thiếu niên lạ lẫm không lớn tuổi đều kinh ngạc một hồi nhào nhào suy đoán thân phận người kia nhưng không ai dám lên trước thăm dò náo nhiệt một lát sau đại trướng tận cùng bên trong một bàn tiệc rượu tinh xảo được xếp đặt lên mặc dù võ giả đã đạt đến thần thông cảnh trong vòng hai năm không ăn uống gì cũng chẳng chết người được nhưng ăn uống vốn là một thú vui của nhân sinh dưới tình huống điều kiện cho phép phong liệt cũng không có gì cự tuyệt công tử hôm nay thiên độc lão quái đi đang canh giữ trong rừng cây thành nam công tử cần cẩn thận một chút hỏa mãn vương nói hắn thật sự không thể tưởng tượng được phong liệt lại có thể bỏ rơi một cao thủ long biến cảnh nghền ngang về tới tứ phương thành thiên độc lão quái còn đang ngốc nghếch canh giữ trong rừng cây muốn ông cây đợi thỏ nữa kia hửng lão già kia còn đang trông coi ở chỗ đó sao phong liệt nghe thấy hỏa mãn vương nói vậy sắc mặt sững sờ lại lộ ra một chút cổ quái đúng vậy công tử có lẽ thiên độc lão quái cho rằng công tử còn đang trốn trong rừng cây không đi đâu xa hỏa mãn vương gật đầu nói ha vậy cứ để lão canh giữ chỗ đó đến uống rượu thôi phong liệt mỉm cười trong lòng phiền muộn vì bị thiên độc lão quái đuổi giết hơi giảm đi một chút ngửa đầu nóc cạn chén rượu hỏa mãn vương cùng lý thiên hùng ngồi phía dưới thấy lúc này phong liệt còn có tâm tư uống rượu không bận tâm đến thiên độc lão quái không khỏi cảm thấy kinh ngạc nếu là người khác bị cường giả long biến cảnh theo dõi chỉ sợ đã bị dọa đến mức hồn bay khỏi thể ngày ngày hoảng hốt nhất thời hai người không khỏi sinh ra kính nể với vị chủ tử tuổi không lớn nhưng thủ đoạn ung ung này Đồng thời đều âm thầm may mắn Tính mạng hai người phụ thuộc vào phong liệt Tự nhiên trong lòng hy vọng Phong liệt càng mạnh càng tốt Bán giang hồng cùng vị kia Trong tháp thế nào rồi Phong liệt đột nhiên hỏi Công tử yên tâm Bán giang hồng cùng vị kia Mặc dù thương nặng Nhưng đều không trí mạng Này đều đang tự chữa thương Hỏa mãn vương đáp Ừm thế là tốt rồi Một lát sau Lý Thiên Hùng do dự chốc lát chắp tay nói, công tử, trong thành hôm nay đột nhiên xảy ra hơn 10 vụ ám sát, hơn nửa người chết đều là một ít sát thủ thích khách, thật sự là cổ quái, không biết, hửng, Chẳng lẽ là kiếm cửu? Phong liệt hơi sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ đến kiếm cửu. Không sao, mấy tên đó vốn đáng chết, không cần để ý tới. Trong lúc Phong Liệt đang ở trong tay đại doanh uống rượu, bốn phía ám vũ phong ma long giáo, một số đệ tử bình thường đều bị giải tán, nhưng lại tụ tập càng ngày càng nhiều tuyệt thế cường giả. Thập đại chân long giáo phái cùng với thiên diễm môn, phiêu miểu thiên cung, tuyệt vọng kiếm phái đều có không ít cường giả tới. Hoàng gia hoàng tử nguyệt và u minh giáo thiên hoàng tán nhân cũng nằm trong số đó. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào ám ngục, nhao nhao nhíu mày. Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Truyền nhân ám chi nhất mạch đang làm trò quỷ gì vậy? Lão Phu từng nghe lời đồn từ viễn cổ, vô thiên chi nhật, đó là lúc thiên địa đổi chủ, đây chính là điềm xui a, à, hừ, đây đều là do ám chi nhất mạch. Binh khí chính nghĩa như ám mục tuyệt đối không thể nằm trong tay ám chi nhất mạch nữa. Nếu không chỉ sợ chôn vùi cả thế giới. Chương 696, Vô Thiên Chi Nhật, 2, đúng thế. Gọi ám chi nhất mạch giao ám mục ra đây ai, cho dù nói vậy, nhưng đến nay chúng ta đều không có một chút tin tức về ám chi nhất mạch, thế thì phải làm thế nào? Một đám cường giả nhau nhau thảo luận làm thế nào để cướp được ám ngục từ tay ám chi nhất mạch, nhưng vẫn không có kết quả. Bên trong ám ngục, cửu U Vương nheo mắt, lạnh lùng cười. Hừ! Cứ để các ngươi nhìn nhiều một chút, đợi không lâu sau lão tử tấn giai long biến cảnh, các ngươi có muốn cũng không thể nhìn thấy ám ngục được nữa đâu. Phong liệt nghỉ ngơi một ngày một đêm trong Tây đại doanh. Trong đêm ngày thứ hai, hắn mang theo hỏa mãn vương đi đến phiêu miễu các trong khu Tây Thành. Phiêu miễu các chính là đệ nhất thương hội trên đại lục, chi nhánh ở khắp thiên hạ, một nửa thành thị trên long huyết đại lục đều có chi nhánh. Chi nhánh phiêu miễu các ở tứ phương thành là một lầu nhỏ có ba tầng, nằm ở khu vực hoàng kim phồn hoa nhất Tây Thành. Trước cửa xe ngựa nối liền không dứt, võ giả không ngừng ra vào, có thể nói là ngày kiếm cả đống vàng. Phong liệt đi đến bên ngoài phiêu miểu cát, nhìn tấm biển cực lớn kia, tâm thần bạc đến một góc nhỏ trong thế giới, nhớ đến cô gái xinh đẹp băng tuyệt thông minh kia. Ánh mắt có chút phiền muộn. Nay cái tên Lý U Nguyệt đã sớm biến mất trên phi ưng bản. Phong liệt tiêu một số tiền lớn mua được tin tức từ phiêu miểu các mới biết được Lý U Nguyệt đã tiến vào hàng ngũ cao thủ thần thông cảnh, trong lòng cũng âm thầm vui sướng cho giai nhân. Chẳng qua một năm không gặp, trong lòng nhớ nhung khó có thể ức chế. Ừm, thời gian 10 năm quá lâu. U Nguyệt, lấy tốc độ tu luyện của phu quân nàng, không bao lâu có thể tìm được nàng rồi. Phong Liệt nhìn mặt trăng non khẽ công công trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên kiên định vô cùng. Vị công tử này, xin mời vào trong. Phiêu miểu các chúng ta lầu một là binh khí, lầu hai là chiến giáp, lầu ba là đan dược. Không biết công tử cần gì? chúng ta đến tham gia đấu giá hội. a, à, đấu giá hội ở đại điện dưới mặt đất, mời công tử đi theo ta. Phong liệt cùng hỏa mãn vương đi theo một nữ hầu xinh đẹp xuyên qua đại sảnh, đi xuống dưới mặt đất. Đấu giá hội thiết lập trong một không gian cực lớn dưới nền đất phiêu miễu cát, dài 50 trượng, rộng 30 trượng. Khi phong liệt cùng hỏa mãn vương tiến vào, đấu giá hội bên trong đã bắt đầu. Chủ trì đấu giá là một thiếu nữ xinh đẹp 17, 18 tuổi khuôn mặt thiếu nữ quyến rũ đôi mắt long lanh câu người tư thái yểu điệu mặc một bộ xiêm y màu lục nhạt làm nổi bật thân thể linh lung nhăn mi mỉm cười đều có thể ảnh hưởng tâm thần người phía dưới ngay cả phong liệt cũng không nhìn được nhìn nhiều vài lần sau khi thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ vang lên thỉnh thoảng phía dưới lại truyền ra tiếng kêu giá bầu không khí vô cùng nhiệt liệt viêm long bách mạch đan cực phẩm đan dược có thể làm cho kinh mạch võ giả mở rộng ba phần giá khởi điểm 100.000 long tinh. Bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ nâng lên một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt. Môi anh đào chấp động. Mở rộng ba phần. Thiệt hay giả thế? Đồ nhà quê. Xuất phẩm từ tay thiên thiên cô nương có thể là giả sao? Ta ra 120 ngàn. Chỉ bằng đang dược từ bàn tay xinh đẹp của thiên thiên cô nương, lão tử ra 150 ngàn. He he he. Sau khi phong liệt đi vào, ngồi lên một chiếc ghế còn trống ở đằng sau, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Lúc này trong không gian an vị mấy trăm võ giả, phần lớn đều là cao thủ cương khí cảnh, cao thủ thần thông cảnh có hơn 30 người, trong đó còn có mấy vị khí tức bất định, rất có khả năng là cường giả hóa đang cảnh. Phong liệt nhìn trong chốc lát. Thật sự không phát hiện người quen nhưng trong đó vẫn có hai nhóm người khiến hắn chú ý, một thiếu niên áo trắng khí tức không kém mang theo vài tên tùy tùng ngồi ở hàng trước nhất. Thiếu niên tướng mạo tuấn giật, làn da trắng nõn, tay cầm chiếc phiến, đôi mắt đắm đuối không e dè nhìn chầm chầm vào những cảnh đẹp trên người thiếu nữ thiên thiên, trên môi nở một nụ cười như có như không. Điểm khiến phong liệt kinh ngạc là thiếu niên này cùng năm tên thủ hạ đều mơ hồ tản ra hương vị ma khí. Mặc dù rất nhạt, nhưng khó tránh khỏi cảm giác của hắn. Hỏa mãn vương tự hồ nhận ra phong liệt nghi hoặc. Thấp giọng nhắc nhở, công tử, bọn họ hẳn là người trong ma duyên giáo mới cuộc khởi gần đây. Cái gì? Ma duyên giáo? Ma duyên? Phong liệt ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt suy nghĩ. Mặc dù ma duyên giáo mới xuất hiện, nhưng thực lực rất mạnh. Dường như sau lưng có bóng dáng của ma long giáo. Còn nữa, Công tử phân phó thuộc hạ chú ý ám giả trấn, này đã trở thành một phân đà của ma duyên giáo. Thành viên giả dạ sát minh dòng binh đoàn đều gia nhập ma duyên giáo. Hỏa mãn vương nói. Vậy sao? Phong liệt nhướng mày, lập tức nở một nụ cười lạnh lùng. Xem ra sau này không chừng phải đối mặt với ma duyên giáo. Bởi vì hắn coi trọng mảnh đất kia. Tuyệt đối sẽ không buông tay. Một nhóm khác khiến Phong Liệt chú ý là hơn 10 tên tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Nếu như Phong Liệt không nhầm thì những người này hẳn là thuộc huyết thần tông. 10 tên này khí thế đều mạnh mẽ, sát khí bức người, nhưng mơ hồ có dấu hiệu cảnh giới bất ổn, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên là do tu vi tăng lên quá nhanh mà thành. Hai người phong liệt bởi vì che giấu tu vi nên không làm cho nhiều cao thủ chú ý, chỉ có vài người rải rác nhìn hai người nhiều một chút trong tứ phương thành có không ít cao thủ a phong liệt khẽ liếc mắt thở dài một câu công tử đấu giá hội của phiêu miểu các quy cách tương đối cao chưa bao giờ đấu giá vật pháp giá thấp hơn 10 vạn long tinh cho nên cao thủ bị hấp dẫn đến đúng là không ít nhưng những người này chưa chắc thuộc tứ phương thành đa số đều là người mộ danh mà đến hỏa mãn vương thấp giọng giải thích phong liệt khẽ gật đầu không nói gì nữa nhìn về dưới đài Lúc này, viên viêm long bách mạch đàn đã được một đại hán mua với giá 300 ngàn. Thiếu nữ cười đến xinh đẹp, sau đó lại nhận lấy một cái bình nhỏ trên tay người hầu bạn, bên trong có một con nhện con màu xanh da trời đang nhúc nhích. Thanh âm câu hồn của thiếu nữ lại chậm rãi vang lên, chư vị, đây là một con lam hàm chu vương, kịch độc trên độc trùng bản. Chắc hẳn các vị long võ giả đang ngồi đây đều hiểu rõ. Hơn nữa, đây là một con nhện con, có thể dễ dàng bồi dưỡng nếu cơ duyên đầy đủ, rất có thể thức tỉnh Lam Hàm Chu Vương Đại Thần Thông. Bắt đầu đấu giá. Khởi điểm 200.000 long tinh. Ti. Ôi trời ơi! Không ngờ lại là Lam Hàm Chu Vương đứng thứ 93 trên độc trùng bản. Không hổ danh là phiêu miểu cát. Con Chu Vương này là của lão tử. 500.000 long tinh. Căm mồm đê. 500.000 long tinh cũng muốn mua một con Lam Hàm Chu Vương đúng là buồn cười. Bản công tử ra một triệu long tinh. Một triệu một trăm ngàn. Một triệu năm trăm ngàn. Kế tiếp, từng vật phẩm nhau nhau được bán đi. Các loại đan dược, thần binh, long thú. Cái sau quý giá hơn cái trước, dần dần đẩy đấu giá hội lên tới cao trào. Chương 697, Đấu giá, 1. Phong liệt không có hứng thú mấy với những thứ đó. Hắn đến đây chỉ muốn mua mấy viên thần đan có thể đề cao thực lực trong thời gian ngắn. Mấy thứ gọi là thần binh, áo giáp đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hắn đã nhanh chóng bị một vật phẩm gợi lên hứng thú. Thứ sắp được đấu giá sau đây là tác phẩm đỉnh phong của luyện đan thần sư Âu Đan Tử, hai viên đan dược thần cấp trung phẩm cực lạc hồi hồn đan. Thiếu nữ tên gọi Thiên Thiên còn chưa nói xong phía dưới đã vang lên đồng loạt tiếng hít khí, từng đôi mắt tràn ngập tham lam. Ti Không ngờ là cực lạc hồi hồn đan. Hơn nữa còn là thần cấp trung phẩm. Không thể bỏ qua được. Cực lạc hồi hồn đan là một loại thần đan để cao tu vi tâm cảnh. Nếu trong lúc giao hợp nam nữ ăn vào chắc chắn âm dương luân chuyển, cuối cùng đồng thời tiến vào một cảnh giới tuyệt diệu, từ đó sâu sắc đề cao tu vi tâm cảnh. Lúc này ánh mắt phong liệt cũng không khỏi sáng lên, trái tim đập nhanh hơn vài phần. Này có thể nói hắn tu luyện thần tốc, nhưng cản trở lại là tu vi tâm cảnh. Một khi giải quyết vấn đề này, chờ đến khi mình đột phá đại bình chứng hóa đang cảnh xong, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhất thời hắn không khỏi dâng lên tâm tư nhất định phải đoạt được hai viên cực lạc hồi hồn đan này. Mặc dù viên đan dược này cần phải dùng nam nữ song tu mới có thể đạt được hiệu quả nhưng vấn đề này không khó giải quyết dù sao nữ nhân của hắn cũng không ít thiên thiên tiểu thư nhanh bắt đầu đi một đại hán mặc phục sức hắc long giáo ầm ầm kêu lên hừ thế nào đi nữa mà duyên giáo chúng ta chắc chắn phải có viên thuốc này một lão giả tản ra khí tức quỷ dị âm tà vô cùng kiêu ngạo hừ lạnh mà duyên giáo là cái mẹ gì huyết thần tông chúng ta cũng nhất định phải có một gã đại hán huyết phát rối tung quát lên hai cái tiểu môn tiểu phái cũng dám kiêu ngạo hai viên thần đang này u minh đường chúng ta muốn rồi còn chưa bắt đầu cạnh tranh phía dưới đã nổ tung rồi một ít người trong giáo phái nhao nhao báo tên để dọa người thậm chí có người buông ra khí thế rút binh khí rất có xu thế không vui liền nhảy bổ vào đánh nhau tàn nhẫn phong liệt thấy vậy không khỏi khẽ nhíu mày nhưng khi hắn nhìn thấy trong góc hội đấu giá một lão giả im lặng ngồi uống rượu, lập tức yên tâm. Chắc chắn Phiêu Miểu Các sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ nào gây rối. Khụ khụ, mọi người xin hãy yên tĩnh. Phiêu Miểu Các chúng ta là một nơi tôn trọng quy củ, hy vọng mọi người có thể tuân thủ quy tắc bán đấu giá. Thiên Thiên ho hai tiếng, đôi mắt đẹp không vui đảo qua toàn trường. Nhất thời làm mọi người an tĩnh một chút, lúc này mới nói tiếng, hai viên cực lạc hồi hồn đang giá khởi điểm 2 triệu long tinh. Ai trả giá cao thì thắng. 2 triệu 500 ngàn. 3 triệu. 3 triệu 200 ngàn. Chư vị, thiếu chủ chúng ta rất hứng thú với hai viên thuốc này, hy vọng các vị bằng hữu có thể nể mặt, huyết thần tông ra 5 triệu. Một người trung niên huyết thần tông khí độ trầm ổn khẽ quát. Con số 5 triệu đã vượt qua sức chịu đựng của đa số mọi người. Nói như vậy, cho dù cao thủ thần thông cảnh có phá sản cũng chưa chắc lấy được nhiều long tinh như vậy. Hơn nữa cố kỵ huyết thần tông. Rất nhiều người đều ngậm miệng lại. Hư, mặt mũi thiếu chủ huyết thần tông đáng mấy đồng bạc. Mà duyên giáo chúng ta ra 6 triệu. Lão giả kiêu ngạo trong ma duyên giáo cười lạnh nói, tự hồ chuyên môn đối chọi với huyết thần tông. Người trung niên của huyết thần tông nổi giận, nhưng hắn nhanh chóng nén giận, quát lạnh, 8 triệu. 10 triệu 10 triệu 200 ngàn 10 triệu 330 ngàn Thấy hai nhà kia càng lúc càng nâng giá lên cao, những người khác khó có thể chen mồm vào. Nhưng sau khi giá vượt qua 10 triệu, hai nhà đều ăn ý giảm bớt biên độ nâng giá. Hiển nhiên là giá tiền 10 triệu đã vượt qua giá trị thực tế của hai viên cực lạc hồi hồn đan. 20 triệu Đột nhiên, một thanh âm bình thản vang lên từ phía sau, các đứt trận đấu giá giữa ma duyên giáo và huyết thần tông. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Mọi người đều nhất trí nhìn về phong liệt ngồi phía sau. Mà người trong hai phe ma duyên giáo và huyết thần tông đều mơ hồ mang theo bất thiện. Thằng đấy là thằng nào? Nó điên rồi hay sao mà dùng 20 triệu mua hai viên cực lạc hồi hồn đan? Ánh mắt mọi người nhìn phong liệt đều lộ ra tò mò cùng kinh ngạc. 20 triệu long tinh không phải là một số lượng nhỏ, hầu như tương đương với sản lượng của một mỏ quặng long tinh cỡ lớn. Một ít gia tộc có phá sản cũng không thể lấy được nhiều tiền như vậy. Mà lão giả ma duyên giáo càng nổi giận, hung hăng vỗ bàn một cái, cao giọng quát, nhóc con, mày cố ý quấy rối đúng không? Đấu giá hội vốn là ai trả giá cao thì được, người có ý kiến gì? Phong liệt lạnh lùng cười. Hừ, cực lạc hồi hồn đang bình thường giá cao nhất cũng không hơn 5 triệu, mày trả 20 triệu, chẳng nhẽ không sợ ma duyên giáo chúng ta lão giả tức giận nói ha ma duyên giáo rất lợi hại sao mày phong liệt khinh miệt cười một tiếng lười để ý tới lão ta lại nhìn thiếu nữ thiên thiên nói thiên thiên tiểu thư nếu không còn ai ra giá nữa có lẽ nên tuyên bố người đạt được thần đan thiên thiên hơi do dự một chút lại cười duyên nói vị công tử này nói không sai đấu giá tự nhiên là ai trả giá cao thì được chư vị đang ngồi đây có ai muốn trả giá cao hơn không? Nếu không, hai viên cực lạc hồi hồn đang đều là của vị công tử này rồi. Nghe xong lời này, sắc mặt lão giả ma duyên giáo không khỏi xa sầm, nhìn phong liệt mơ hồ có sát khí, lại nổi lên sắc thái khát máu, giống như giả thú cùng loạn, tự hồ liền muốn bạo khởi giết người. Lúc này, vị công tử áo trắng ngồi bên cạnh lão khẽ nhếch môi, truyền âm nói, bình tĩnh một chút. Phiêu miểu các không phải là nơi để quấy rối, chờ đi ra ngoài rồi tính. Vâng. Tam công tử. Lão giả cả kinh, vội vàng nén giận. Trương trùng, gần đây ngươi dùng đang dược nhiều quá, sau khi trở về đi bế quan đi. Thiếu niên lạnh nhạt phân phó. Tuân mệnh. Lão giả cung kính đáp lời, ngồi xuống chỗ, nhưng ánh mắt oán độc vẫn không ngừng lườm phong liệt. Bên huyết thần tông, người trung niên khí độ bất phạm kia cũng nhìn phong liệt thêm vài lần, ánh mắt ý vị thâm trường. 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai, 20 triệu lần thứ ba. Thành giao. Không có một chút do dự. Dưới con số 20 triệu, cho dù là Ma Duyên giáo hay Huyết Thần tông chỉ có thể dừng bước. Kỳ thật cũng phải nói đến, đang dược tăng tu vi tâm cảnh thật ra không có tác dụng với đại đa số mọi người. Nói như vậy là vì tu vi tâm cảnh của võ giả sẽ chậm rãi từ từ đề cao theo nhân sinh lịch duyệt, tu luyện hàng ngày. Chỉ cần tăng lên, đại đa số võ giả sẽ không bị tình cảnh quấy nhiễu, cũng không cần đang dược đề cao tu vi tâm cảnh. Nhưng đối với những thiên tài tu luyện như phong liệt, thủy vô khuyết, tiểu ma nữ, kim sở ngạn, đề cao tâm tình lại cực kỳ quan trọng. chương 698, đấu giá 2. Bởi vì trong ngắn ngủi vài năm, vài chục năm, bọn họ có thể đạt đến cảnh giới mà người khác phải phấn đấu mấy chục năm, mấy trăm năm mới được. Còn về việc tại sao mà duyên giáo cùng huyết thần tông lại cần hai viên thuốc này, phong liệt cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì hai giáo phái này là ngoại môn tà đạo chân chính. Một dựa vào luyện hóa ma khí tăng tu vi, một lại dựa vào cắn nuốt khí huyết người khác tăng tu vi tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi tâm cảnh dĩ nhiên không theo kịp. Một lát sau, hỏa mãn vương đi đến sau bàn đấu giá trả 20 triệu long tinh, đưa phong liệt hai viên cực lạc hồi hồn đan. Đấu giá trên đài vẫn tiếp tục. He he, không thể ngờ chuyến này đi lại có thu hoạch bất ngờ. Phong liệt nhìn bình đang dược nhỏ trong tay đắc ý cười, nhưng trong lòng suy nghĩ nên sử dụng cùng với nữ nhân nào đây? Lý U Nguyệt Diệp Thiên Tử Tiểu Yên Tiểu Lục hay là... Vấn đề này hình như không phải là một vấn đề a. À? Lúc này, hỏa mãn vương thấp giọng truyền âm, công tử, huyết thần tông cùng ma duyên giáo đã chú ý tới công tử, chúng ta cần cẩn thận một chút. Nhất là sơn môn hai giáo pháo này đều thiết lập tại vùng đất giao tiếp ba quận ở phía đông tứ phương thành. Một khi trở mặt với bọn họ chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Sao cơ? Bọn chúng đã thiết lập sơn môn ở đó rồi sao? phong liệt nhướng mày trong lòng tăng thêm cảnh giác hai cái tà phái lại tiếp cận tứ phương thành đây không phải là một hiện tượng tốt đẹp gì nhưng hắn cũng không sợ chút nào bọn chúng không dám quan minh chính đại đối nghịch với ma long giáo thậm chí nói không chừng chỉ cần một mình phong liệt cũng đủ để sang bằng sơn môn cả hai giáo một lát sau thứ mà phong liệt chờ mong đã lâu rốt cục lên sàn chư vị sau đây là đấu giá một viên bạo long đan cũng là xuất phẩm từ Tây Phi Long thành Âu Đan Tử Đại Sư. Sau khi võ giả ăn vào có thể bạo tăng thực lực gấp 20 lần. Thời gian một phút. Quan trọng nhất là, bạo Long Đan hoàn toàn không có tác dụng phụ như huyết bạo Đan. Không cần lo lắng bị tục hậu tu vi, chẳng qua là trong lòng 10 ngày sau khi sử dụng thì không thể động đến nguyên lực. Thiên Thiên cầm một cái hộp nhỏ màu đỏ, giới thiệu với mọi người. Nàng vừa nói xong, phía dưới lập tức trở nên ồn ào ánh mắt mọi người trở nên nóng bỏng. Huyết bạo đang có nguy hiểm bị tục hậu tu vi, nhưng vẫn rất được thế nhân truy phủng, có tiền cũng không mua được. Dù sao sinh tử trước mắt có thể sống sót là được rồi, cảnh giới bị hạ xuống thì có sao đâu. Mà viên bạo long đang trước mắt này lại không có tác dụng phụ như huyết bạo đang. Hơn nữa lại tăng thực lực lên 20 lần. Đây chính là thứ tốt dùng để vượt cấp giết người nha. Ngay cả phong liệt cũng trở nên nhiệt tình âm thầm quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải mua được viên bạo long đan này. Với người khác, có lẽ bạo long đan chỉ dùng để bảo vệ tính mạng lúc mấu chốt, thần đang vượt cấp giết người. Còn đối với phong liệt, lại liên quan đến cửu U Vương Tiến Giai, liên quan đến khả năng trở thành cường giả long biến cảnh của mình, liên quan đến ám ngục, huyết ngục, liên quan đến tỏa long đài. Nói cách khác, viên bạo long đan này liên quan đến việc phong liệt có thể trở thành một cường giả chân chính hay không? có thể tự bảo vệ mình sau khi bí mật bị vạch trần hay không. Cho nên, vô luận thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Một viên bạo long đan, giá khởi điểm 5 triệu. Bắt đầu đấu giá. Thiên thiên chứng kiến mọi người đều nông nóng khó nhịn, rốt cục tuyên bố bắt đầu. Không ngờ nàng mới nói xong, phía dưới lại vang lên tiếng hút khí liên tục. Ti. 5 triệu. Nhiều thế quyết bạo đang uy lực tăng 10 lần mới có 100.000 long tinh. Bạo long đang đúng là không tệ, nhưng 5 triệu cũng quá không thích hợp đi. Thực ra cũng không tính là rất đắt. Nếu như ăn vào viên bạo long đang này có thể làm thịt được phong liệt. Cũng coi như lời lớn. Cầm đê. Nay phong liệt đã bị cường giả long biến cảnh theo dõi rồi, làm sao đến lượt ngươi? Giá khởi điểm đã là 5 triệu, cao thủ cương khí cảnh đang ngồi lập tức lắc đầu thở dài ngay cả đa số cao thủ thần thông cảnh cao thủ cũng chung bước. Đúng là người bình thường không có khả năng chấp nhận giá tiền này, nhưng cũng có không ít người liên tưởng đến phong liệt, làm cho phong liệt ngồi sau không khỏi dở khóc dở cười. Thiên Thiên thấy tình hình như vậy, tranh thủ thời gian cười nói, các vị cũng biết, từ thần thông cảnh trở lên, tu vi càng cao thì hiệu quả của huyết bạo đang càng nhỏ. Mà viên bạo long đang này lại không có vấn đề đó trong đó ẩn chứa những ý cảnh vô cùng kỳ diệu, cho dù là cường giả long biến cảnh ăn vào thì chiến lực cũng sẽ tăng 20 lần, không phân biệt già trẻ. Có lẽ lời động viên có tác dụng, phía dưới rốt cục có người bắt đầu báo giá. Nam Nguyễn Thành Trung gia, 6 triệu long tinh. Ma Duyên giáo, 7 triệu long tinh. Huyết Thần Tông, 8 triệu. 10 triệu. 11 triệu. Trong chốc lát, giá của bạo long đan đã nhảy đến cái giá trên trời hơn 10 triệu, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Cho tới khi lên đến 15 triệu, người ra giá mới ít hơn nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại ma duyên giáo. Huyết thần tông cùng với mấy gia tộc địa phương vẫn đấu giá. 20 triệu. Đột nhiên, phía sau lại vang lên thanh âm phong liệt. Mọi người kinh ngạc quay người nhìn lại. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn phong liệt không còn mang sát khí, mà chứa một ít thâm ý, ngay cả lão giả ma duyên giáo kia cũng không khỏi co rụt đồng tử, sắc mặt biến hóa không ngừng. Bình thường tài sản của một cường giả hóa đang cảnh ước chừng trên dưới 10 triệu. Mà hôm nay, Phong Liệt mới lộ ra tài phú đã có 40 triệu, sao có thể là người bình thường. Nhất là mọi người ở đây đều không nhìn thấu tu vi Phong Liệt. Ai biết tiểu tử kia có thể là một cường giả hóa đang cảnh ngụy trang hay không. Nhất thời, trong mắt mọi người hình tượng phong liệt trở nên vô cùng thần bí, sâu không lường được. Sau một lúc yên tĩnh thật lâu, thiên thiên thấy không có người lại ra giá, liền muốn tuyên bố bạo long đang thuộc về phong liệt. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên một thanh âm vang lên trong không gian, truyền vào trong tai tất cả mọi người, 25 triệu. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy người lên tiếng là một võ giả che mặt trong đám người ma duyên giáo. Người này có tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, nhưng khí tức hơi hỗn loạn, tương tự với những người khác trong Ma Duyên giáo, rõ ràng cho thấy tu vi tâm cảnh không hợp với thực lực. Sau khi người này lên tiếng, Tam công tử Ma Duyên giáo không khỏi nhướng mày, khuôn mặt anh tuấn hơi phật lòng, thấp giọng truyền âm, "Triệu huynh, lần này chúng ta mang theo không nhiều long tinh, không thích hợp lãng phí cho một viên Bạo Long đan." "Sở huynh yên tâm. Viên Bạo Long đan này do bản công tử ta tự mình chi trả, không liên quan tới giáo phái." Người thần bí lạnh nhạt nói. Vậy là được rồi. Tam công tử mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, Phong liệt liếc nhìn người thần bí một cái, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn mơ hồ cảm giác được bóng lưng người nọ hơi quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Chương 699, hắn là Phong Liệt. Một, kế tiếp, hắn không chút do dự báo giá 30 triệu long tinh, lập tức khiến cho người xung quanh kinh hô liên tục. Một lần liền tăng lên 5 triệu long tinh, đúng là hơi dọa người. Chỉ sợ cho dù hóa đang cảnh lão quỷ cũng không quyết đoán như vậy. 31 triệu. Người thần bí lại ra giá. 40 triệu. Phong liệt không chút do dự hô lên. Ôi trời ơi, đã đến 40 triệu rồi. Thật là giàu có xem ra tiểu tử phía trước không ổn rồi. Người xung quanh không khỏi kêu lên sợ hãi tháng phục, vừa âm thầm đoán thân phận phong liệt, vừa liếc nhìn người thần bí ở phía trước, muốn xem thử tên kia có tăng giá nữa hay không. Nhưng một khắc sau, người thần bí kia cũng không tăng giá thêm, mà xoay người lại, cười âm trầm nhìn phong liệt, phong liệt, ngươi cho rằng một viên bạo long đang có thể tiêu trừ chênh lệch giữa ngươi và long biến cảnh cường giả sao. Đúng là buồn cười. Cái gì? Ánh mắt Phong Liệt khẽ động. Lúc này, trong thanh âm ẩn chứa oán độc của đối phương, hắn lập tức nhớ đến thân phận của người này, trong lòng ngạc nhiên. Sau đó, Phong Liệt cười nói: "Đây là chuyện của ta, không cần Triệu đại công tử quan tâm. Ha ha, thật không ngờ Đường Đường Triệu gia đại công tử lại gia nhập một cái tiểu phái bất nhập lưu. Thật khiến ta giật mình a." À. "Hừ, chuyện của bản công tử không đến lượt ngươi quản." Triệu đống hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại. Tự hồ hắn đang cố gắng khắc chế cựu hận trong lòng, nhúng vai mấy cái. Phong liệt mỉm cười, không ngờ thằng này vẫn có thể nhịn được. Cách biệt ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác a. À. Bất quá trong lòng hắn vẫn tin tưởng chắc chắn, trước mặt thực lực mạnh mẽ, tông tép nhảy nhép gì đều là hổ giấy. Lúc này, người xung quanh nghe được đối thoại giữa hai người, lập tức đều kinh ngạc há miệng, khiếp sợ nhìn phong liệt. Ôi trời ơi. Hắn là Phong Liệt. Sao hắn lại là Phong Liệt được? Thiên độc lão quái không phải vẫn đang trông coi hắn trong rừng cây thành Nam sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đúng vậy a. À? Vừa rồi ta từ Nam Uyển Thành chạy đến đây còn từng bái kiến qua Thiên độc tiền bối ở thành Nam kia. Nhất thời, mọi người nhìn Phong Liệt giống như đang nhìn một con quái vật trước nay chưa từng có. Long biến cảnh cường giả chính là đỉnh phong tồn tại xa vời không thể chạm tới nhân vật giống như thần tiên mà phong liệt có thể chạy trốn dưới mí mắt của một cường giả long biến cảnh như vậy đó cũng là một cách chứng minh thực lực bản thân lúc này người trung niên cầm đầu huyết thần tông đột nhiên chắp tay nói với phong liệt không ngờ ở đây lại gặp được phong đại nhân thất kính thất kính tại hạ là hộ pháp huyết thần tông dương thành về sau mong phong đại nhân chiếu cố nhiều hơn phong liệt thấy người này biểu hiện thành khẩn cũng chấp tay đáp lễ nói dương hộ pháp khách khí chỉ cần huyết thần tông không gây rối ở tứ phương thành chúng ta tự nhiên ta sẽ hoan nghênh chư vị huyết thần tông vậy thì tạ ơn phong đại nhân ánh mắt dương thành hơi động cung kính nói lời tuy đơn giản nhưng dương thành đã thăm dò được điều mong muốn trong lòng thỏa mãn mà phong liệt nhận thấy nay bản thân mình bề bộn nhiều việc không có nhiều tinh lực quan tâm đến tứ phương thành chỉ cần huyết thần tông không gây rối trong tứ phương thành, hắn cũng không có ý định xen vào chuyện người khác. Nghe xong hai người nói chuyện, sở tam công tử của ma duyên giáo khinh miệt cười một tiếng. Âm dương quái khí nói, ai, gặp miếu bái Phật đúng là không có sai, chỉ tiếc vị Phật này có thể sống lâu hay không còn chưa biết đâu. Phong liệt lơ đến cười nói, vị Phật này có thể sống bao lâu thì ma duyên giáo các ngươi không biết được, nhưng ta lại biết rõ trong vòng ngàn dặm xung quanh tứ phương thành tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái phân đà ma duyên giáo nào ngươi hừ hãy đợi đấy sở tam công tử xa sầm mặt hừ lạnh một tiếng hắn lập tức phân phó một gã đệ tử sau lưng tên đệ tử gật đầu rồi vội vàng rời khỏi sau khi tên đệ tử rời đi hỏa mãn vương sau lưng phong liệt cũng đứng dậy đi ra ngoài sở tam công tử thấy vậy sắc mặt hơi đổi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Phong Liệt vô tận oán độc. Người xung quanh nhìn hai phe âm thầm mãnh liệt đối chọi, đều thức thời ngậm miệng, một đám trầm tư suy nghĩ. Phong Liệt hơi mỉm cười, lười quan tâm đến Sở Tam công tử cùng Triệu Đống, nhìn Thiên Thiên trên đài, ý bảo nàng tiếp tục bắt đầu. "Chư vị, Phong đại nhân đã ra 40 triệu, còn có ai ra giá cao hơn không?" Thiên Thiên tự nhiên cười nói dịu dàng, Mọi người phía dưới trầm mặt thật lâu, mà người thần bí cũng không ra giá nữa. Viên bạo long đang liền trở thành vật sở hữu của phong liệt. Phong liệt đi lên thanh toán long tinh, cầm lấy bạo long đan, trong lòng không khỏi kích động. He he, mặc dù đắt tí, nhưng mà đáng giá. Lấy được bạo long đan, phong liệt không muốn phí thời gian ở đây, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này, lời nói kế tiếp từ thiên thiên lại làm cho hắn dừng bước. Các vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo chính là bảo vật áp trục cuối cùng hôm nay món bảo vật này chính là một tấm bản đồ bảo vật có thể lấy được một cây linh vật thiên địa vạn hóa quy nguyên quả hẳn là mọi người đều từng nghe nói đến vạn hóa quy nguyên quả một khi võ giả ăn thần quả này sẽ đi đến một cảnh giới kỳ diệu có thể khiến người đó sớm chạm đến đạo cảnh thích hợp với mình một khi võ giả đã rõ ràng đạo cảnh của mình vô luận là đề cao thực lực bản thân hay là đột phá bình cảnh hóa đan cảnh, đều có lợi ích không thể lường trước. Cơ hội như vậy có thể nói là thế gian khó tìm. Hai tay thiên thiên bưng một cái hộp gấm dài mảnh, thanh âm trong trẻo chậm rãi phiêu đảng trong đại điện. Sau khi thiên thiên dứt lời, phía dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giật mình trận lớn hai mắt, ngay cả phong liệt đều nhấp nháy sáng mắt. Tâm thần thất kinh. Đạo, là một đề tài vừa đơn giản lại rất huyền ảo con đường tu hành giống như leo lên một ngọn núi cao dưới chân núi thì bằng phẳng càng lên cao lại càng hiểm trở cuối cùng có thể trèo cao đến mức nào đành phải xem thiên tư cùng cơ duyên của từng người khu vực bằng phẳng dưới chân núi mọi người đều không cần chọn lựa có ngàn vạn con đường tùy ý chọn một cái cũng có thể đến chân núi nhưng một khi đã đi tới lưng chừng núi thế địa đã bắt đầu hiểm trở không có con đường rõ ràng cần mọi người phải lựa chọn phương thức thích hợp với mình để tiếp tục leo lên có người ngốc tận lực bước chậm từng bước mở đường đầy bụi gai từ từ đi tới có người thông minh am hiểu leo trèo vách núi tiến độ một ngày bằng mấy ngày của người khác còn đa số mọi người đều không biết mình nên đi đường nào thậm chí trước mắt đã không có đường cũng có thể đi lên con đường sai lầm mà rơi xuống hoặc là dậm chân tại chỗ không thể tiến lên chọn đúng đường mới có thể tiếp tục đi đến đích. Chọn nhầm đường, có khả năng sẽ không lưu lại chút hài cốt. Chương 700, hắn là phong liệt, 2. Không có đường chọn, đành phải dậm chân tại chỗ. Đạo, thật ra chính là đường. Mà công dụng của vạn hóa quy nguyên quả chính là làm cho người ta nhanh chóng tìm được con đường thích hợp cho mình, có thể tiết kiệm được thời gian mò mẫm trong thời gian ít ỏi sống trên nhân thế trèo lên nhanh hơn trèo lên rất cao trên lông huyết đại lục những lông võ giả biết đạo của mình đều ở hóa đan cảnh lông biến cảnh còn từ hóa đan cảnh trở xuống nhận ra đạo cũng có người thiên tư bất phàm nhưng số lượng cực kỳ nhỏ phong liệt biết chỉ giới hạn tại tuyệt vọng kiếm phái nguyệt vô song cùng long nghịch hai người đều tu luyện tuyệt vọng kiếm đạo đương nhiên Điều này cũng không ngoại trừ một ít nhân tài kiệt xuất cố ý giấu dốt. Nhưng vô luận thế nào, Phong Liệt vẫn không tìm được con đường thích hợp cho mình. Mặc dù hắn chọn thương, nhưng trên đường tu luyện thương vẫn tiến triển chậm chạp, hơn nữa không có công pháp thích hợp hỗ trợ, thủy chung không thể nhập môn. Cho nên, Phong Liệt cũng vô cùng mong muốn có được một cây vạn hóa quy nguyên quả. Lúc này, triệu đống cùng sở tam công tử đôi mắt cũng lấp lánh tinh quang, sắc mặt kích động, cho thấy tâm tư nhất định phải đoạt được vạn hóa quy nguyên quả. Cùng lúc đó, Phong Liệt cũng chú ý đến năm tên cường giả hóa đang cảnh đã ẩn tàng khí tức, đều ngồi thẳng người, chăm chú nhìn lên đài. Rất hiển nhiên, những người này đến đây đều vì cây vạn hóa quy nguyên quả này. Phong Liệt liếc nhìn toàn trường, khóe miệng chậm chạp nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn trữ vật trên tay trái. Bên trong lặng lặng nằm 400 triệu long tinh. Tấm bản đồ này có giá khởi điểm là 10 triệu long tinh. Bắt đầu đấu giá. Thiên Thiên thấy đã đến lúc thích hợp, liền tuyên bố bắt đầu đấu giá bảo vật cuối cùng. 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Thiên Thiên vừa dứt lời, phía dưới đã liên tiếp vang lên tiếng báo giá. Trong nháy mắt, mọi người đã nâng giá đến 30 triệu, còn không ngừng tăng thêm cho tới khi đến 40 triệu mới chậm chạp hạ nhiệt. Cuối cùng ra giá chỉ còn lại 4 phe, chính là Ma Duyên Giáo, Nam Nguyễn Thành Trung Gia cùng với hai người thần bí. Ma Duyên Giáo chúng ta ra 41 triệu. Trung Gia ra 41 triệu 500 ngàn. 42 triệu. Phong Liệt thấy tình hình này không khỏi khẽ nhíu mày. Không biết khi nào thì thiên độc lão quái sẽ xuất hiện, hắn không có nhiều thời gian. Hơi trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng, một trăm triệu. Yên tĩnh, yên tĩnh dọa người. Nhất thời mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Phong Liệt, phản phất như muốn lột sạch hắn, xem trên người hắn có nhiều Long Tinh thật hay không. Một trăm triệu Long Tinh, ngoại trừ Long Biến Cảnh cường giả cũng chỉ có một ít đại môn phái, đại gia tộc mới có thể lấy ra. Đại đa số võ giả cả đời cũng thấy nhiều Long Tinh như vậy, mà Phong Liệt mặc dù gần đây thanh danh sáng chói nhưng vô luận nhìn thế nào cũng không giống như người có một trăm triệu long tinh. Sau một lúc yên tĩnh thật lâu, bỗng nhiên triệu đống đứng dậy, giận dữ chỉ vào phong liệt, phong liệt, ngươi đào đâu ra nhiều long tinh như vậy. Cho dù lấy hết tiền trong tứ phương thành cũng không thể có nhiều như vậy. Đúng rồi. Ta đề nghị phiêu miểu các đuổi thằng này ra, sở tam công tử a du nói. Còn đại biểu Trung gia và hai người thần bí tham dự đấu giá sắc mặt cũng không tốt, nếu không phải kiên kỵ cao thủ tọa trấn phiêu miễu cát, chỉ sợ đã không nhìn được động thủ với phong liệt. Các vị, đây là đấu giá hội, không có nhiều long tinh thì đừng có quấy rồi. Còn chuyện long tinh trên người bổn tọa đào chỗ nào ra, hình như không có liên quan đến các người. Phong liệt mỉm cười, không chút phật lòng, lại nói với thiếu nữ trên đài, thiên thiên tiểu thư, bổn tọa ra giá 100 triệu long tinh. Nếu không còn ai ra giá nữa, có thể tuyên bố người sở hữu không? thiếu nữ thiên thiên kinh ngạc mở to miệng nhỏ một trăm triệu có thể nói là vượt xa mong muốn của phiêu miễu cát cho đến khi phong liệt nhắc nhở mới hồi phục tinh thần tranh thủ thời gian nói ngươi có ai còn muốn ra giá không người phía dưới hai mặt nhìn nhau nhưng không ai dám ra giá một trăm triệu long tinh tuyệt đối là giá trên trời nếu lấy ra toàn bộ chỉ sợ có chất thành một ngọn núi lớn cao mấy trăm trượng sau một hồi yên tĩnh người ma duyên giáo, đại biểu chung gia cùng hai người thần bí khác đều giận dữ đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi ánh mắt nhìn phong liệt hàm chiếu vô tận sát cơ. Sau khi những người này rời đi, những người khác trong không gian cũng lần rợt rời sân. Chỉ vẹn vẹn một vài người còn ngồi tại chỗ, muốn xem thử phong liệt đến cùng có thể lấy ra một trăm triệu long tinh hay không. Quản sự xác nhận không sai xong, gật đầu với thiên thiên. Chúc mừng phong đại nhân tấm bản đồ này đã thuộc về ngài. Lấy danh dự phiêu miểu các chúng ta cam đoan, tấm bản đồ này chỉ có một bản duy nhất. Thiên thiên cười duyên giao hộp gấm cho phong liệt. Cảm ơn. Bổn tòa còn có thể tin tưởng danh dự của phiêu miểu các. Phong liệt nhẹ gật đầu, không liếc nhìn một cái liền thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn có thể tin danh dự của phiêu miểu các. Đương nhiên. Nếu bọn họ dám trêu đùa hắn, hắn tuyệt đối có thực lực cho phiêu miểu các trả một cái giá thật lớn. Triệu huynh, bản đồ đã bị phong liệt đoạt được. Kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Giờ trở về khó trách sẽ bị giáo chủ trách phạt. Ngoài cửa phiêu miểu các, sở tam công tử tức giận nói. Hừ, còn có thể làm gì? Tự nhiên là nghĩ cách cầm lại. Triệu đóng hừ lạnh. Sao cơ? Ý triệu huynh là cướp lấy từ tay phong liệt sở tam công tử ánh mắt lóe lên âm lãnh nói cướp lấy ngươi đánh thắng hắn được không triệu đống khinh thường hỏi lại trước kia triệu gia chúng ta tổn thất bốn cung phụng ở thiên tự hào cùng với tên phế vật triệu thanh thư mặc dù không có chứng cứ nhưng bản công tử có thể khẳng định là do phong liệt gây nên người này tuyệt đối không thể khinh thường cái gì sao có thể như vậy sở tam công tử đồng tử co rút nhưng lại không tin cười lạnh nói, "Hắc hắc, Triệu huynh hơi quá cẩn thận." Phong Liệt chỉ là một võ giả thần thông cảnh nhỏ bé mà thôi, sao có thể đối phó với cường giả hóa đang cảnh? "Có tin không kệ mẹ mày." "Vô luận thế nào, trên địa bàn Phong Liệt chúng ta đều khó có khả năng ra tay với hắn." Triệu Đống lạnh lùng nói. "Chẳng nhẽ cứ buông tha hắn như vậy?" Sở Tam công tử nói. "Sao lại buông tha được? Chúng ta không thể xử lý hắn?" không có nghĩa là người khác không làm được. Đi theo ta. Triệu đống âm trầm cười, dẫn đầu bay về phía thành nam. Sau khi phong liệt rời khỏi phiêu miễu cát, vốn định tìm một chỗ không người lấy ra ám chi lệnh bài, lại bắt gặp triệu đống, sở tam công tử bay về phía thành nam. Muốn chơi mượn đau giết người sao? Hắc hắc, lão tử không ngại cho các ngươi một bất ngờ vui vẻ. Phong liệt suy nghĩ một chút liền đoán được tâm tư của đám người triệu đống, vẻ mặt trêu tức cười nói. Chương 701, Thiên uy bất khả trắc, 1 Ngoài bì rừng cây nhỏ cách 300 dặm ngoài thành Nam Tứ Phương Thành, một lão giả tóc xanh mi xanh, màu da như lá cây khô gầy đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, một khu rừng vốn xanh tươi này đã biến thành một đống phế tích, cành gãy lá rụng phân tán đầy đất. Lão giả vẫn không nhúc nhích ngồi hai ngày hai đêm. Trừ lúc tỉnh tọa, trong chốc lát lão lại quát mắng vài cây với đống phế tích và tăng thế công tâm lý với mục tiêu. Chỉ tiếc, lão không biết cái gọi là mục tiêu kia đã sớm không cánh mà bay. Một lúc sau, từ phía tứ phương thành đột nhiên bay tới tám tên võ giả nhanh chóng tiếp cận bên này. Hư! Không biết sống chết! Ánh mắt thiên độc lão quái lạnh lẽo, lập tức muốn ra tay nghiền nát mấy kẻ dám đuổi tới đây. Trong mắt lão những kẻ này rõ ràng biết lão đang chiếm cứ chỗ này nhưng vẫn dám đến rõ ràng chính là khinh thường chính mình không khác nào tự tìm đường chết xa xa đám người triệu đống cùng sở tam công tử cảm giác nguyên khí trong thiên địa biến hóa không khỏi đại biến sắc mặt bọn chúng còn chưa biết phía trước cường giả long biến cảnh muốn nổi giận thiên độc tiền bối bớt giận vãn bối là triệu gia triệu đống có chuyện quan trọng cần bẩm báo tiền bối triệu đống vội vàng dừng lại hô lớn có chuyện gì nói mau." Thiên độc lão quái có nghe nói một chút về con trai Triệu gia gia chủ, hơi thu liễm khí thế một chút, không kiên nhẫn truyền âm nói. Sở Tam công tử lau mồ hôi lạnh, lặng lẽ truyền âm cho Triệu Đống, "Triệu huynh, lão già này giết phong liệt xong có thể giao bản đồ cho chúng ta không?" "Yên tâm đi, đường đường là cường giả long biến cảnh sao có thể hứng thú với những trữ vật của một gã cao thủ thần thông cảnh. Lão sẽ nể mặt chúng ta một chút." triệu đống khẳng định nói sau đó triệu đống nhìn thiên độc lão quái lớn tiếng nói thiên độc tiền bối vãn bối quấy rầy tiền bối là vì phát hiện tung tích phong liệt trong tứ phương thành cái gì rõ ràng bổn tọa chứng kiến phong liệt biến mất ở chỗ này ngươi dám lừa gạt bổn tọa đúng là chán sống thiên độc lão quái sắc mặt giận dữ lập tức muốn ra tay tiền bối chờ chút phong liệt đúng là có xuất hiện trong tứ phương thành lúc trước trong đấu giá hội ở phiêu miểu cát, mấy trăm người có thể làm chứng. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta sao dám lừa gạt ngài? Một đám người ma duyên giáo vội vàng giải thích. Thấy thiên độc lão quái vẫn không tin, triệu đóng dứt khoát nâng tay thề, ta triệu đóng dám thề có long thần làm chứng. Nếu lúc này phong liệt không có trong tứ phường, triệu đóng ta lập tức chết oan chết uổng. Triệu đóng vừa dứt lời, trong bóng tối một đạo kim quang lập tức chui vào trong đầu Triệu Đống. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thiên Độc lão quái không tin, nhưng tiểu tử trước mắt này hẳn là sẽ không phát thề độc chỉ vì trêu đùa mình, trong lòng không khỏi thả lỏng vài phần. Nhưng trong lúc lão do dự có nên chạy vào tứ phương thành hay không, đột nhiên xảy ra một chuyện mọi người không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Triệu Đống vừa phát thề xong, đang lau mồ hôi lạnh, không kịp thở phào một cái đột nhiên trên không trung phát ra tiếng sấm sét ầm ầm nổ mạnh sau đó một đạo lôi điện kim sắc sinh ra trong không trung lập tức phá vỡ trời cao hung hăng đánh lên trên đầu triệu đống oanh một tiếng vang thật lớn trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người triệu đống đã bị lôi điện chém thành một đống tro bụi chậm rãi phiêu tán theo gió tiêu tán trong không trung ti đây đây là sao thiên độc lão quái đám người sở tam công tử không khỏi hút ngụm khí lạnh vẻ mặt ngốc trệ mà lúc này trên phế tích không biết khi nào thì xuất hiện thân hình phong liệt hắn ngẩng mặt nhìn thoáng qua bầu trời trêu tức than thở ai thiên uy bất khả trắc a à. nghe thấy tiếng phong liệt cảm thán tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn thoáng chốc sở tam công tử cùng một đám đệ tử ma duyên giáo không khỏi mặt mày xám ngắt giống như gặp phải quỷ ầm ầm hét lên một tiếng, không có khả năng. Hừ, ta đã nói rồi mà. Tiểu tử này sao có thể chạy thoát dưới mắt bổn tọa? Nếu vậy không phải là rất buồn cười sao? Thiên độc lão quái không khỏi cười đắc ý, bộ dáng không thể nề hà, đồng thời lão lập tức chém ra một chưởng, hung hăng đánh về phía phong liệt. Thấy chưởng ảnh đánh úp tới. Phong liệt lập tức thả ra một đám khói đen, đồng thời thôi động ám chi lệnh bài. Oanh! Thiên độc lão quái không cam lòng bay tiến lên, tinh thần lực mạnh mẽ lại hung hăng dò xét quanh trăm trượng, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tiểu tạp chủng chết tiệt. Vậy mà lại có được một không gian độc lập. Hừ, dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể thoát khỏi tay bổn tọa. Thiên độc lão quái biến sắc mặt, lập tức hiểu được mấu chốt, đồng thời, lão vui mừng nhướng mày, quả thực không kiềm chế nổi. Lúc này, lão càng thêm xác định Phong Liệt chắc chắn là người thần bí ẩn náu trong huyết hải không gian lúc đó. Mà lúc này đây, đám người Sở Tam công tử cũng đều kịp phản ứng. Vô luận Phong Liệt ở đâu, đều không có liên quan gì tới bọn chúng. Lúc này việc quan trọng nhất bọn chúng phải làm là tranh thủ thời gian chạy thoát khỏi chỗ này. Dù sao đường đường một cường giả long biến cảnh không phải tùy tiện có thể lừa gạt được. Vèo, vèo, vèo. Nhóm bảy người Sở Tam công tử đều là cao thủ thần thông cảnh giờ phút này nhau nhau thi triển nguyên lực, nhanh chóng bay về phía xa. Thiên độc lão quái nheo mắt, nở một nụ cười tàn nhẫn. Dám quan minh chính đại trêu đùa lão phu, không biết chúng mày ăn cái gì mà to gan thế. Đi chết hết đê. Dứt lời. Thiên độc lão quái nâng tay phải, chém ra một chưởng. Thoáng chốc, bảy đạo khí kình màu xanh lá vô cùng sắc bén xẹt qua trời cao, xuyên qua cổ của bảy người. Xoẹt 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 một chuỗi tiếng vang nhỏ liên tục. Bảy người sở tam công tử nhau nhau rơi xuống không trung, nằm lăn lộn trên đất ông chặt lấy cổ mình. Từ vị trí cổ xì xèo phả ra khói xong, trong thời gian ngắn bảy người đã biến thành một đống nước mũ, triệt để chết không có chỗ chôn. Thiên độc lão quái khinh thường cười, sau đó lão lại khoanh chân ngồi xuống phế tích, tiếp tục bắt đầu đại kế thần khí của mình. Tại biên giới tứ phương thành chung gia đại biểu vốn định chạy đến báo tin cho thiên độc lão quái cùng với một số tên võ giả muốn bán tin tức phong liệt để chiếm chút lợi ích nhìn thấy cảnh tượng đó đều đồng thời rụt cổ không dám tiến thêm một bước bên ngoài ám ngục mọi người bị động tỉnh kinh thiên của bổ nguyên thần đồ hấp dẫn tới đã dần dần tản đi nhưng một số tuyệt thế cường giả vẫn cứ như chó dữ nhìn thấy xương mặc dù biết rõ không có cách nào đối phó với truyền nhân ám chi nhất mạch nhưng vẫn lì lợm không chịu rời đi Hừ chiến thiên giáo chủ, đã qua lâu như vậy rồi mà ma long giáo các ngươi vẫn chưa tra được chút manh mối nào sao? Một người trung niên âm tà đến từ thiên diễm môn không khách khí chất vấn chiến thiên ma vương. Vẻ mặt chiến thiên ma vương hơi bất mãn, lạnh nhạt nói, trung dương tiền bối, bổn tọa đã sớm phát người điều tra tất cả mọi người trong ám vũ viện. Ngoại trừ 100 người mất tích không có tung tích kia thì những người còn lại đều không thể là truyền nhân của ám chi nhất mạch. Còn về 100 người mất tích kia, đến nay vẫn không thể tìm được. Hơn nữa không ít người trong số họ đã có gia đình. Chúng ta chỉ có thể tra được như vậy. Chương 702, Thiên uy bất khả trắc, 2, rề rề ra ra. Theo ý ta thì cứ chém chết hết người trong ám vũ viện đi, nhất định sẽ tìm được một ít manh mối. Trung Dương hừ lạnh nói ma long giáo chúng ta làm việc thế nào không cần tiền bối hao tâm tổn trí chiến thiên ma vương phẫn nộ lạnh giọng đáp Trung dương lạnh lùng cười hừ ám ngục vốn là sở hữu chung của long vũ minh không phải là chuyện riêng của ma long giáo các người nay ám vũ viện có liên quan đến chuyện của ám ngục nên Trung dương tiền bối ám ngục là việc lớn hình như không nên xen vào ân oán cá nhân chiến thiên ma vương nheo mắt ân oán cá nhân cái gì bổn tòa không hiểu ngươi đang nói gì. Trung Dương biến sắc. Hừ, còn cần bổn tọa phải nói rõ sao? Thiên Diễm Môn các ngươi trước kia có thù hận với tử Long Hộ Pháp, còn có ai là không biết. Bổn tọa nghe nói, ái thê của Trung Dương tiền bối hình như chết trong tay của tử Long Hộ Pháp, đúng không? Chiến Thiên Ma Vương cười lạnh. Ngươi! Trung Dương biến sắc, tự hồ bị khơi dậy cừu hận ngày xưa, khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, hai mắt lại phun ra hai tia lửa màu đen. Chiến thiên ma vương lạnh lùng cười, không thèm quan tâm đến người này nữa. Mặc dù người kia là cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Hơn nữa nắm trong tay tịch diệt chi hỏa đứng đầu trong tam đại thần diễm của thiên diễm môn, nhưng nhất định là không dám dương oai trên địa bàn ma long giáo. Một ngàn bảy trăm năm trước, từng có một đám người đến ám vũ phong, ép buộc tử long hộ pháp khi đó vừa mới tiếp nhận ám ngục giao ra thần khí. Trung Dương cùng vợ của hắn cũng nằm trong số đó. Lúc đó, Trung Dương nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp, bắt lấy một người bạn tốt của tử Long Hộ Pháp, ép tử Long Hộ Pháp phải nghe lời, giao ra ám ngục. Khi tử Long xuất hiện đàm phán, Trung Dương tự cho là có thể bắt giữ tử Long nên đã ra tay giết chết con tin. Kết quả, tử Long Hộ Pháp trốn vào ám ngục, trong lúc giận dữ liền phát động uy thế của ám ngục, đuổi giết mấy tên cường giả Long biến cảnh của thiên diễm môn thành cặn bã, trong đó có thê tử Trung Dương. Nếu không phải Trung Dương chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng cùng chung số phận. Hôm nay, Trung Dương nhìn ám ngục lại tức cảnh thương tình, không khỏi nhớ đến ân oán ngày xưa. Trong lòng hắn biết rõ không thể giết chết tử Long báo thù cho thê tử, cho nên muốn giết chết một đám đồ tôn của tử Long trong ám vũ viện cho hạ giận. Không nghĩ đến chiến thiên ma vương cũng không phải kẻ ngốc. Sao có thể nghe lời hắn được? Nếu như vì ám ngục mà hoàn toàn sang bằng ám vũ viện, chỉ sợ 18 viện phái ma long giáo cũng sẽ sụp đổ. Hắn cũng không cần làm giáo chủ nữa. Đúng lúc này, phiêu miễu thiên cung lục phất chân nhân xoay tròn vài viên Phật châu trong tay, đột nhiên lên tiếng, các vị, ta lại có một chủ ý, có lẽ sẽ khiến truyền nhân ám chi nhất mạch thỏa hiệp. Chủ ý gì? Lục phất chân nhân nói thử xem. Tất cả mọi người trong đại giáo phái đều sáng rực con mắt đồng loại nhìn về khuôn mặt xinh đẹp của Lục Phất Chân Nhân. Phiêu Miểu Thiên Cung chúng ta có một loại pháp trận cực mạnh, có tên là Huyễn Không Tuyệt Thiên Trận, có thể vặn vẹo không gian, hình thành một thế giới độc lập tuyệt đối. Bên trong có truyền tống trận cũng sẽ mất tác dụng, không có cách nào câu thông với ngoại giới. Truyền nhân của Ám Chi Nhất Mạch có lẽ tu vi không cao lắm, tất nhiên không có cách nào triệt để mất đi liên hệ với ngoại giới. Chỉ cần chúng ta vây kín Ám Nọc có thể dễ dàng biết kết quả lục phất chân nhân chậm rãi nói nghe xong chủ ý của lục phất chân nhân ánh mắt mọi người lập lòe nhào nhào lo lắng những khả năng có thể thực hiện trong đó không sai một khi ngăn cách với ngoại giới truyền nhân ám chi nhất mạch chỉ có hai kết cục một là thỏa hiệp cùng chúng ta hai là bị chôn sống trong đó chẳng qua việc này phải chuẩn bị không ít thời gian nhỉ im đê một nghìn bảy trăm năm chúng ta còn chờ được, ngắn ngủi mấy trăm năm chả nhẽ không đợi được sao? Huống chi, không chừng trong thời gian ngắn là đã có hiệu quả rồi. Đúng vậy, chủ ý này có thể thực hiện. Tuyệt vọng kiếm phái chúng ta đồng ý. Từ, cứ thế mà làm. Bất quá, đợi đến khi ám mục trở về Long Vũ Minh, ai sẽ bảo quản nó đây? Đương nhiên là thiên diễm môn chúng ta rồi nếu luận thực lực thì thiên diễm môn chúng ta hoàn toàn xứng đáng hừm thiên diễm môn các ngươi đã có hỏa ngục rồi còn muốn giành lấy ám ngục nữa sao ám ngục vốn là của ma long giáo chúng ta hơn nữa chỉ có ma long võ giả mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của ám ngục chỉ có tụ tập đủ tất cả bộ phận của huyền thiên thần tháp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất ta đề nghị hết thảy đều do hoàng gia bảo quản ta phản đối sau một phen tranh luận kịch liệt vẫn không thể quyết định ra ai là người sở hữu cuối cùng của ám ngục. Cuối cùng mọi người đều nhất trí, trước tiên phải đoạt được ám ngục trong tay truyền nhân ám chi nhất mạch rồi hãy tranh giành tiếp. Vì vậy kế tiếp, phiêu miểu thiên cung lục phất chân nhân lấy ra một bộ hình vẽ trận pháp huyễn không tuyệt thiên trận, chia làm hơn 10 phần, lần lượt do các trận pháp cao thủ từ các đại môn phái phân ra khắc trận pháp ở bốn phía ám ngục. Phong liệt vừa trở lại, ở trong ám ngục quan sát bên ngoài thế là vừa bắt gặp mấy trăm tên cao thủ mặc phục sức đủ các môn phái khoanh chân ngồi quanh ám ngục, thỉnh thoảng lại dụng tâm thần khắc trận văn lóe sáng tử mang. Huyễn không tuyệt thiên trận. Nghe có vẻ như hơi bị phiền toái đây. Phong liệt hấp hấy đôi mắt, sắc mặt thoáng xa sầm, ừm. Xem ra phải tranh thủ thời gian thôi. Dưới bầu trời đêm tối như mực, một vòng hát mang liên miên chập trùng nhanh chóng xuyên qua giữa rừng núi hát mang sơn mạch nơi đây đã xem như khu vực trung bộ ma long sơn mạch từ xưa tới nay ngoại trừ một số ít cường giả cực mạnh nhân loại rất hiếm khi giao thiệp với trong đó bởi vì đó là địa bàn của long thú long thú cũng giống như nhân loại vậy có vô số gia tộc hay nói đúng hơn là tộc đàn trong ma long sơn mạch chúng cũng có riêng phạm vi thế lực của mình thậm chí một ít chủng tộc long thú có truyền thừa từ thời thượng cổ vô cùng mạnh mẽ đều có văn minh chủng tộc riêng biệt của chính bọn chúng Giờ phút này, cửu U Vương phải cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một số phạm vi thế lực của cường giả quần cư, cuối cùng lựa chọn một ngọn nút nhỏ không chút hấp dẫn. Ngọn núi nhỏ này chỉ cao có 300 trượng, nhưng ngàn dặm xung quanh đều không có bất kỳ long thú cường đại nào chiếm giữ, có thể xem là tương đối an toàn. Sở dĩ hắn lựa chọn ma long sơn mạch mà không phải thiên long thần triều, hay ma quỷ bình nguyên là vì nếu độ kiếp trong địa bàn nhân loại, chắc chắn sẽ bị cường giả nhân loại chặn đánh. Long Vũ Minh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn U Minh Đường nhiều thêm một cường giả mà không quan tâm. U Minh Đường cũng tuyệt đối không cho phép một con âm lưu thú bị đoạt xá lại bình yên vượt qua Long biến chi kiếp, hóa thành thân thể U Long. Mặc dù tất cả mọi người đều biết, từ xưa tới nay chưa từng có một con âm lưu thú nào độ kiếp thành công. Chương 703: Thiên kiếp mạnh mẽ, 1 trên đỉnh núi nhỏ, thân hình cửu U Vương ầm ầm chấn động, lập tức khôi phục thân hình khổng lồ cao tới gần 70 trượng. Khí thế hùng hồn như núi như sông, vẫy đen tràn ngập toàn thân, độc giác dữ tợn như muốn xé rách trời cao, 36 cái xúc tu vừa to vừa thô chậm rãi lượng lờ, cả không gian đều bị rung động lắc lư, khiến người ta bị trùng kích thị giác kinh tâm động phách. Quy áp mạnh mẽ khuếch tán xung quanh, khiến ở trong vòng mấy trăm dặm vô số giả thú, lòng thú nghe hơi đều chạy trối chết thành bại đều ở một lần này. Đôi mắt đỏ thẫm của cửu U Vương hơi lập lòe. Dần dần trở nên vô cùng kiên định. Một khắc sau, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một khối thi thể âm lưu thú. Hắn không chút do dự vương ra một cái xúc tu thô to hung hăng cắm vào trong cổ thi thể. Sau đó, từng cổ nguyên lực cùng tinh hoa huyết nhục mênh mông cuồn cuộn thông qua xúc tu điên cuồng tuôn vào trong cơ thể cửu U Vương. Trong nháy mắt, thi thể con âm lưu thú ngũ dai đã hóa thành một đám bột phấn. Hoàn thành thôn phệ, thân thể cao lớn của cửu U Vương cũng chậm rãi tăng trưởng, chừng trên dưới nửa trượng. Mà lúc này thân hình cửu U Vương ầm ầm chấn động, lập tức cảm thấy mình rốt cục chạm đến tầng ngăn cách kia. Ô, ô. Cùng lúc đó, cùng phong gào thét trong trời đất. Không gian vốn tối đen như mực, từng tầng mây đen nhanh chóng tụ tập tới đây mây đen nặng nề gần như đã ép đến đầu cửu U Vương. Trong tầng mây sấm sét vang dội, mây đen bắt đầu khởi động. Thanh thế bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, giống như tận thế sắp kéo đến. Động tĩnh như vậy tự nhiên khiến không ít lông thú mạnh mẽ đều tò mò. Nhưng không có một con lông thú nào dám đến gần đây. Cửu U Vương ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên bầu trời không biết có bao nhiêu tầng kiếp vân, tản ra uy thế trầm trọng như mười vạn ngọn núi lớn phản phất muốn nghiền nát loại sinh linh nghịch thiên tu luyện vô cùng cường đại như hắn. Trên Long huyết đại lục, trong nhận thức của mọi người, thiên kiếp là một khảo nghiệm của trời cao đối với một ít sinh linh cường đại. Nếu thông qua khảo nghiệm là có thể đạt được thực lực cường đại cùng tuổi thọ dài lâu. Nhưng đối với một số sinh linh có ảnh hưởng tới thiên mệnh, nghịch thiên tu luyện, thiên kiếp lại biến thành thiên phạt. Dưới thiên phạt, nhất định phải chết. Âm âm một tiếng sét đánh kinh thiên, một đạo lôi điện kim sắc xuyên qua tầng mây, hung hăng đánh xuống đầu cửu U Vương. Đạo kiếp lôi này to cỡ thùng nước, uy thế ẩn chứa trong đó đủ để biến một gò đất thành đất bằng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân thể cao lớn của cửu U Vương không chút sức mẻ, cứng rắn nhận lấy một kích. Lôi kiếp này mặc dù lợi hại, nhưng dưới phòng ngự cường hãn của cửu U Vương, chẳng qua chỉ bóc ra mấy mảnh lân phiến thôi. Sau 10 lần hô hấp, đạo kiếp lôi thứ hai lại oanh xuống. Âm âm. Oanh. Cửu U Vương hơi lắc đầu, thực sự không thể ép buộc hắn ra tay. Kế tiếp, cứ cách thời gian 10 lượt hô hấp thì có một đạo lôi kiếp đánh xuống, càng ngày lại càng mạnh mẽ. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Rầm rầm rầm. Khi đạo lôi kiếp thứ năm đánh xuống, quy lực đột nhiên mạnh hơn đạo thứ tư gấp 10 lần cửu U Vương đã ra tróc thịt bông không thể không lấy ra bạo hổ thánh vương xoa chống chọi. Uông. Một tiếng hổ gầm kinh thiên vang lên, một con hổ đen khổng lồ lớn tầm 10 trượng lao lên không trung, âm ầm chạm vào lôi kiếp đánh xuống. Oanh. Một tiếng, cả hai đều hóa thành tro bụi. Bà mẹ nó. Chả nhẽ thiên kiếp lần này còn mạnh hơn cả con âm lưu thú kia sao? Phong liệt âm thầm khiếp sợ trong lòng. Hắn nhớ rõ, lần trước con âm lưu thú ngủ giai đỉnh phong kia mặc dù đã đón đến đạo lôi kiếp thứ bảy. Nhưng uy lực cũng chỉ có thế mà thôi. Trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác không ổn. Âm âm. Đạo lôi kiếp thứ sáu đánh xuống. Uông. Một con hổ đen khổng lồ lại bỗng nhiên bay lên, một lần nữa va chạm với lôi kiếp. Nhưng lúc này kiếp lôi mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của phong liệt. Kiếp lôi màu vàng đánh tan hắc hổ, quy lực còn dư lại tiếp tục đánh lên người cửu U Vương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Quyết nhục cửu U Vương văng tung tóe, 36 cái xúc tu thô to đã đứt mất hơn nữa, thê thảm vô cùng. Ngay cả ngọn núi nhỏ dưới chân cũng đã bị san thành bình địa. Ti! Sao có thể như vậy? Cửu U Vương không khỏi hút ngùng khí lạnh, khó tin nhìn bạo hổ thánh vương xoa gần như đã đứt gãy nằm dưới mặt đất. Lúc này bên trên bạo hổ thánh vương xoa tràn ngập vết trách giống như mạng nhện, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại như ban đầu. Bất quá, đây cũng không phải là lúc ngẩn người. Cửu U Vương tranh thủ thời gian thu hồi bạo hổ thánh vương xoa, cắn nuốt sạch sẽ xúc tu bị đứt gãy trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn nuốt vào bạo long đan. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của cửu U Vương ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, trong vòng ngàn dặm, vô tận nguyên khí thiên địa mãnh liệt lao tới khiến cho thân hình khổng lồ cao tới 70 trượng lại nhanh chóng điên cuồng tăng trưởng. 75 trượng, 80 trượng, 85 trượng cho đến khi đạt tới 90 trượng mới ngừng lại. Cửu U Vương cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, mạnh mẽ đến mức gần như muốn phá thể xông ra. Xuất tu đức gãy lại ngưng tụ một lần nữa, mạnh gấp 20 lần trước kia, vô hạn tiếp cận đến long biến cảnh. Ha ha ha! Đến đây đi! lão thiên gia, xem ngươi có thể làm gì được lão tử. Gào uông. Cửu U Vương điên cuồng cười, tin tưởng cũng bành trướng theo thực lực. Âm âm. Đạo lôi kiếp thứ bảy đánh xuống. Ánh sáng màu vàng chiếu sáng ngàn dặm như ban ngày. Cảm thụ được uy thế khủng bố bên trong đạo kiếp lôi này, cửu U Vương không dám có một chút chủ quan. Hắn biết rõ, cho dù thân thể mình có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể đối chọi được với đạo lôi kiếp thứ bảy này. Vì vậy, hắn tranh thủ thời gian chấn động thân hình, nâng một tấm bia đá màu xanh khổng lồ ném lên không trung. Trấn Long Thiên Bi Âm Một tiếng phá không nổ mạnh vang lên, Trấn Thiên Long Bi biến thành trăm trượng khổng lồ vắt ngang bầu trời, gắt gao phong bế đạo kiếp lôi. Oanh Một tiếng vang thật lớn. Kiếp lôi bị trừ khử. Còn Trấn Thiên Long Bi cũng bị ném xuống dưới, hung hăng đè cửu U Vương chìm vào trong đất. Ngọn núi nhỏ cao 300 trượng đã hoàn toàn hóa thành một cái hố to rộng mấy trăm trượng. Khói bụi tràn ngập thiên địa, che khuất bầu trời. Phu Cửu U Vương nhảy ra khỏi hố to, thân thể cao lớn lắc lư vài cái, cảm thấy chán ván đầu óc. Bà mẹ nó, may mà lão tử không dùng thân thể chống đỡ, nếu không chỉ sợ đã sớm lên đường rồi. Đôi mắt cực lớn không khỏi hiện lên chút sợ hãi, đồng thời cũng âm thầm lo lắng không thôi đây mới chỉ là đạo kiếp lôi thứ bảy nhưng uy lực đã mạnh như vậy còn lại hai đạo có vẻ như không dễ dàng qua đâu âm âm đạo kiếp lôi thứ tám đánh xuống